Ta-da, sáng nay mời bà con cô bác cùng với ba mẹ cô ghé quán gì Năm Sa Đéc nha. Quán truyền thống gia đình từ năm 1988 luôn á. À, đây là bảng giá nè mọi người. Cái quán này nằm ở địa chỉ ở đâu ta? Địa chỉ 166 Bùi Xuân nha mọi người. Nó còn có tráng miệng nha, bánh chuối, bánh lọt, bánh dừa, tất cả những cái món ăn mà dân dã miền Tây nè mọi người. Cái món này, quán này hình như ba mẹ cô nhớ không lầm là cách đây khoảng 5 2 năm ba mẹ cô có từng đi tắm mưa rồi ba mẹ cô có mời bà con quán ăn lần rồi. Cảm ơn em. Đây ba mẹ cô ăn hủ tiếu Sa Đéc rồi đó. Đây cái tưởng dĩa đá không mà nhưng mà dĩa nhựa cho bà con. Đây là bánh tằm. Sáng nay ba mẹ cô tính dẫn bà con cô bác đi ăn hủ tiếu cá Nam Lợi á, cái chỗ đường Tôn Đức Đạm á bà con, nhưng mà giờ hỏi vợ ba mẹ cô cái thích ăn gì mà nói ba thích ăn bánh tằm, thế là ba mẹ cô phải dẫn vô đây ăn. Thôi hẹn bà con cô bác ăn bánh canh cá à, tiêu Sà Đéc ha. Rồi sau khi ăn xong thì hôm nay hai vợ chồng ba mẹ cô hôm nay ngày thứ bảy nghỉ ngơi, thành thử ra ba mẹ cô sẽ dẫn bà con cô bác đi lên Thủ Đức chơi. Thì dự định ba mẹ cô sẽ quay cái khu Thủ Thiêm An Khánh là một ha, với thứ hai nữa là quay trường Bộ binh Thủ Đức, thứ ba nữa ba mẹ cô sẽ vô cái trường Đại học 55 rồi trường Trung học Kiểu mẫu gì đó Thủ Đức với làng Đại học. À, còn nếu mà còn thời gian nữa thì hai vợ chồng sẽ vô Suối Tiên chơi luôn, còn không kịp thời gian thì thôi. Thì đó lộ trình trong ngày hôm nay, thì không biết là trong bao nếu mà ba mẹ cô đi quay một dạt luôn vậy thì chắc hơn 2-3 tiếng á, thì ba mẹ cô sẽ cắt đoạn ra nha bà con. Một phim hai phim gì không biết nhưng mà cứ đủ một phim 1 tiếng. Rồi mời bà con cô bác giờ cùng ăn với ba mẹ cô rồi mình lên đường mình đi chơi. Đây đầu tiên nè bà con, đây là bánh tằm bì. Bánh tằm bì à, thì đương nhiên nó phải có bì nè ha, không rồi có nước dừa nè, rồi có cái cọng bánh tằm đây à, bà con có thấy không, rồi thêm hai cục xíu mại. Thì một phần như thế này chỉ có 48.000 thôi bà con quá. À còn qua bên đây là hủ tiếu Sa Đéc thì nó gồm có một con tôm nè. À thường á ba mẹ cậu đi ăn cái gì con tôm thì ba mẹ cậu thường hay dành cho mẹ nó à. Rồi đây à, đây còn hủ tiếu nè. Hôm bữa trước về Sa Đéc mà quên ăn hủ tiếu à, hủ tiếu bà Sẩm à, để lâu quá nó cúng cũng rồi nè. Thì gồm có ba mẹ cậu thấy có giá nè, giá hẹ thịt à, rồi xương à, phèo, cái này là nhiều người gọi là lòng heo nhưng mà ba mẹ cậu nhớ hồi xưa ba mẹ cậu dưới hồn gọi này là phèo, không biết các bác có biết cái chữ phèo không nữa. Đây là bao tử nè, trời ơi lâu lắm rồi mới thấy được cái bao tử. Hồi đó nhà gia đình ba mẹ cậu nấu bán hủ tiếu Nam Giang á, sáng nào cũng ăn hủ tiếu Nam Giang có bao tử, còn bây giờ hủ tiếu Nam Giang không có chỗ nào bán bao tử mà con. Rồi mình trộn lên gan nha, chân cúc. Rồi mời bà con cô bác cùng ăn với ba mẹ cậu nha. Đây đây là khung cảnh quán nè bà con à, nằm trên đường Bùi Xuân. Trang trí đồ đá hay đồ kiểu hay kệ giống như hồi xưa hay là con ha à, làm thiết kế mấy cái cửa đó kìa à, giống xưa đây luôn á. Thì xin bà con bác, hiện tại ba mẹ cậu đang đứng ở đây là bên đây hồi xưa là bốt điện nhì rồi bà con à, nhìn qua bên kia đó là nhà thờ Thánh An Tôn. Nhà thờ Thánh An Tôn đó hồi xưa từng là trụ sở của Thanh Sinh Công. Rồi à, tòa nhà màu xanh lá cây bên kia đó là trường Đồng Khởi, hồi xưa đó là trường Bồ Đề. À, trường Bồ Đề này hồi xưa là của một ông giáo sư gì đó bà con, rồi sau này ông bán lại cho bên Phật giáo làm trường hệ thống trường Bồ Đề. Và bên phải là chợ Cầu Muối. Rồi mời bà con bác cùng lên xe để cùng với ba mẹ cậu đi dạo Sài Gòn sáng ngày hôm nay. Hi, hello, xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. À, rất vui được gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trên kênh của ba Michael. À, Sài Gòn ngày hôm nay là ngày 15 tháng 4 2023. À, bây giờ là 8 rưỡi sáng. À, bây giờ ba Michael đang có mặt ở đây là chợ Cầu Muối nè con, đường này đường Cô Giang nè, Cô Giang chợ Cầu Muối. À, bây giờ ba Michael sẽ chở bà con bác đi xuống hầm Thủ Thiêm nha.
sáng nay ba Michael sẽ chở bà con các bác cùng với ba Michael đi dạo ra Thủ Đức. Đây, nhìn qua bên kia cái tòa nhà trơ trọi đó bà con, hồi xưa đó là hãng thuốc lá đó, hãng thuốc lá Bách To. Còn kế bên hãng thuốc lá là có nhà thờ Vĩnh Hội, rồi kế bên nhà thờ Vĩnh Hội đó là khu đó là khu Nam Tiến đó bà con. Hồi đó khu Nam Tiến bị cháy dữ lắm. Bữa nào ba mấy cầu chở bà con bác vô rồi ba mấy cầu kể cho bà con bác nghe về cái khu Nam Tiến. Rồi nhìn bên tay trái góc cầu bên đây nè ha, cái cầu này xưa là cầu Ông Lãnh. Cầu Ông Lãnh này có lâu đời rồi nhưng mà cái cầu này cầu mới xây sau này thôi. Cầu Ông Lãnh này mình đi qua xuống cầu Ông Lãnh, xuống dưới cầu Ông Lãnh là người ta gọi là chợ Hãng Tân. Chợ Hãng Tân hồi xưa cũng vậy lắm. Còn cái góc bên tay trái ba mấy cầu đây người ta gọi là chợ cầu Ông Lãnh. Khu vực ngay cái khu vực này hồi xưa có hai ngôi chợ khác biệt hoàn toàn các bà con. Một đó là chợ Cầu Muối, hai là chợ Cầu Ông Lãnh. Hai cái chợ này khác nhau hoàn toàn. Chợ Cầu Ông Lãnh này thì chuyên bán về mấy cái đồ ăn hải sản, thịt tôm cua cá. Còn dưới đây là hồi xưa là mấy cái ghe thuyền nó đậu dữ lắm nha bà con. Dưới cái chỗ Cầu Ông Lãnh này là ghe thuyền rồi mấy cái sạp, mấy cái dựa vật liệu xây dựng cũng có, dựa mía nè, nói chung là mấy ghe thuyền ta lên nhiều lắm. Ngay cái lại đây là trung tâm của chợ Cầu Muối và chợ Cầu Ông Lãnh. Ngay đây là khu trung tâm luôn nè bà con. Cái thời mà ba Michael hồi đó, cái thời của ba Michael gắn bó với khu vực này nhiều lắm. Con đường nó nhỏ xíu dân đây là dân lao động, dân nghèo lắm. Mà mấy cái tiểu thương buôn bán thì cũng dạng như là giàu. Nhưng mà mình nhìn vô đây mình thấy nhà nghèo lắm bà con, lụp sụp nhà sàn. Rồi sau này có sự xảy ra một cái sự cố là cái chợ này bị cháy rồi không? Cháy lớn lắm. Cháy rồi sau đó dẹp luôn cái chợ Cầu Ông Lãnh. Năm nào thì ba mươi cầu quên rồi, năm chín mấy á. Còn đây là cái hội quán của người Hoa. Ở đây là chưa có cái nghiệp đoàn của Xích Lô. Ai muốn chạy vô chạy bến chạy bãi xin vô nghiệp đoàn này. Rồi giờ mời bà con của bác cùng với ba Michael đi xuống hầm Thủ Thiêm. Bà con cô bác để ý nha, ngay chỗ cái chốt gác bên tay phải ba Michael đây nè. Đó, nhìn vô bên tay phải bà con cô bác thấy không, lối thoát hiểm đó. Có nhiều người hỏi ba Michael á là khi mà mình vào đây rồi chạy thoát hiểm đây thì nó sẽ dẫn mình ra đâu. Thì xin thưa bà con cô bác là ra ngay chỗ cái chốt ngay đầu hầm á. Ở đây bà con cô bác để ý với ba Michael ba cái. Thứ nhất là biển cấm dừng nè. Thứ hai cái biển này là biển lối thoát hiểm nè, có đèn chớp chớp nè. Thêm một cái nữa là có đèn, cái điện thoại hỗ trợ. Mình có sự cố gì ở đây mình vô đó mình dùng điện thoại để mình gọi mình hỗ trợ. Hầm Thủ Thiêm này chỉ có ba cái thứ đó thôi. Điện thoại hỗ trợ nè, lối thoát hiểm nè.
qua bên đây á, là dùng đất Thủ Thiêm. Trước năm 1975 thì Thủ Thiêm này là nó thuộc về quận 9 nha bà con. Phải không ta? Phải quận 9 không ta? Như quận 9 đúng rồi. Dòng bên đây là mình đi qua Thủ Thiêm, ở đây hồi xưa đây là dùng đầm lầy thôi, ao hồ. Quẹo đây phải là về cầu ông Cậy. Đây cái dính đèn đỏ này lâu lắm nha. À đi rồi nè, hay quá. Quẹo tay phải này mình về nhà thờ Thủ Thiêm nè bà con, dòng bến Thánh Giá Thủ Thiêm. Cầu này gọi là cầu Kinh Một. Đây có cái siêu thị rồi bà con. Siêu thị mở ra đây xong cái nổi tiếng lắm nha. Người dân cái ủng mùng kéo qua đây y mắt nè. Đó, siêu thị y mắt nè. Nhưng mà bà con có bác thấy không? Dân Việt Nam là vậy á, khi mà mới khai trương một cái gì bắt đầu kéo qua mùng. Rồi qua được cái thời gian đó rồi là coi như là nó trở về lại cái bản chất cũ của nó. Ở đây là Sa Roma Villa, cái khu này là khu dãy nhà villa nè. Ba mấy cầu đang chở bà con bác đi, đây là khu đô thị Sala. Thì xin thưa bà con bác, khu đô thị Sala này là hồi xưa nó có tên là Đại Quang Minh. À, và ở đây ba mấy cầu thấy có nhiều căn biệt thự bây giờ đang bỏ hoang lắm. À, nó dang dở, nó chỉ có được cái phần móng thôi bà con. Hầu như vô cái khu vực này luôn nè. Nó chỉ xây được cái phần móng giống nhau hết nè. Rồi bên trong thì không thấy gì hết, bỏ hoang tàn luôn. À, chắc cái này là người ta nhờ xây, chỉ xây cái phần thô thôi. Còn người nào vô nữa thì hoàn thiện cái phần nội thất. À, đây là hoa sala nè. À, thì đây là dãy đô thị. À, thì đây là khu nhà giàu mà. Đâu phải ai muốn vô là vô. Bên kia là khu chung cư. Đó, khu trong đó là khu chung cư Sarimi. Khu chung cư này tao ba mình thấy nó có vẻ nó xuống cấp ghê quá bà con. Ở đây ba mình thấy cái chung cư này nó không có dáng vẻ gì mà chung cư cao cấp nữa, nó xuống rồi. Thấy màu nó sủng xỉn màu xuống rồi. À, Vinh Thơm mới ngon. Trong khi cái thời điểm đó bà con, cái Vinh Thơm nó cũng thời gian lâu. Mà bây giờ ba mươi cầu vô Vinh Thơm nó vẫn xịn nha bà con. Nó sơn, nó sửa, nó làm lúc nào nó cũng mới. Có những cái căn nhà nè, nó cũ xì, nó xuống, nó cái nước sơn nó phai màu luôn rồi. Nhà ở đây sao thấy xuống cấp lẻo rồi con. À, nhà này người ta gọi là nhà phố. À, đúng rồi, hầu như là cho thuê để làm mấy cái mặt bằng buôn bán. À, có những người kìa, à, mấy bạn trẻ bây giờ đi làm phim rồi bà con. Đó, à, bà con có thấy không? Và khu này mới thấy bác
Đây họ đi làm phim nè, đó cái ông này nè, ông người nước ngoài, đó kịch bản không, rồi giả bộ đi qua đường, đó quay, diễn mới diễn cho thiệt cho đó. Cua Sala này cũng một thời nổi tiếng lắm nha bà con, nó tương đương với lại Phú Mỹ Hưng đó chứ không giỡn đâu. À, cầm sâm. Trời ơi bên kia kìa bà con, có bác nhìn cái dãy bên kia kìa, biệt thự bên kia kìa. Trời ơi coi kìa. Xin thưa bà con bác đứng đây mình nhìn mình thấy kìa. Cái kiểu bên đó là coi như là xin thưa bà con bác là bỏ hoang đó. Ghê không? Hoàn toàn luôn, là lạnh lẽo luôn á. Đó. Đó. Hoa càng hồng, ô mùa hoa càng hồng nó nở rồi kìa. Mấy cái khu chung cư bên đây nè. Đây giờ ba mẹ con chở bà con bác qua xem cái khu hoang tàn lạnh lẽo nè. À, dự án bây giờ là như là đóng băng cứng nhắc nè. Nhà đất đai bây giờ là chết ngắt rồi nha bà con. Không biết chừng nào mới được trả băng đây. Chứ giờ là đóng băng nè bà con bác, thấy không, hàng loạt dự án. Đó. Chơ chọi khung xương à. Mà để vậy là thời gian nó xuống cấp nha bà con, chứ không phải để vậy là ngon đâu. Mình để cái mình không sử dụng á, nó là xin thưa bà con bác nè, đó bà con bác xem, đó. Đó. Nguyên cái khu luôn bà con bác thấy không, ghê không, chỉ mới xây được cái phần thô thôi. Không biết bên dự án bên này là của ai thì mình không biết, nhưng mà thấy bỏ trống rồi. Thì bên đây nè, bên đây phải 30 cờ thì nó cũng giống như bên đây nè bà. Nếu mà nó hoàn thiện thì nó sẽ giống như nhà phố bên này nè. Đó, bên đây thì xong rồi nè, người dân vô ở rồi nè. Còn bên đây thì chưa. Đó, bên đây với bên đây nó như nhau nha bà con. Đó, nhà phố bên đây như nhau nè, một bên thì chưa xong, một bên xong rồi nè. Đây, để 30 cờ chở bà con bắt vào xem. Nếu mà nó hoàn thiện thì nó sẽ giống như bên này. Nhà phố nè. Đa phần ở đây ba mày còn thấy hầu như công ty không mà bà con. Xây nhà đi xong lên để cho công ty thuê. Mở hầu như trong chỗ nào cũng mở công ty hết. Ra trường Việt Úc nó mở đây hả ta? Trường này nổi tiếng lắm nè bà con. Đó bà con các bác xem ha, khu này y chang như Phú Mỹ Hưng rồi đó. Cũng đẹp lắm, công viên cây xanh ngon lành lắm. Nhưng mà có một số thì đưa dân vô ở rồi, có một số thì chưa có. Con đường này không biết đường gì đây. Phải. Trên đây thì để ba mình còn quay phải đi.
chừng não đó là mình ra cái cầu Sài Gòn đó bà con. Ở đây là cái bến đón xe buýt của Phương Trang nè bà con. Do bây giờ xe buýt đâu có cho vô Sài Gòn nữa đâu, thành thử ra là mấy cái nhà xe bắt đầu lập mấy cái trạm ngoài đây để đón khách, đi trung chuyển khách vô Sài Gòn đó bà con. Đây bên phải bà mình gọi đây là Tu Sala. Cầu này người ta gọi là cầu cá chê lớn. Hồi xưa ở đây là có cá chê nhiều lắm bà con. Đó, đây thả cá nè bà con. Đó, thả cá ở chỗ kia sợ bị bắt cho nên họ ra đây nè. Cái chỗ này không ai bắt hết cho nên họ thả cá. Lâu lắm rồi ba mấy cậu chưa đi thả cá bà con. Để bữa nào ba mấy cậu dẫn mấy đứa nhỏ đi thả cá rồi ba mấy cậu quay phim cho bà con bác xem nha. Không biết là các cô chú anh chị và các bạn ở cái nơi địa phương của mình đó, các cô chú anh chị và các bạn có thường hay đi thả cá hay không? Rồi các cô bác, bác mà có đi thả cá bác kể cho ba mấy cô nghe, với là ở bên ở xứ sở của các cô chú bác đó, là hoặc là ở địa phương ở tỉnh cũng vậy, mỗi lần mà mình đi thả cá thì mình phải làm cái gì? Chứ ở Sài Gòn mỗi lần đi thả cá là mình phải đi ra mấy cái chỗ mà bán cá đó mình mua. Hồi xưa thì mua mấy con cá chép rồi cá đồ để thả, còn bây giờ người ta mua thường hay mua cá chê bà con. Hả? Mua cá chê thả nhiều lắm, người ta nói cá chê nó mạnh, nó sống lâu. Hả? Chứ hồi đó ba mấy cậu nhớ là mua mấy con cá nhỏ nhỏ, còn thôi là mua con cá lóc. Hả? Cá lóc ngoài chợ bán thì mình mua mình thả, nhưng mà bây giờ người ta lại chú trọng là số lượng nhiều hơn là chất lượng. Hồi đó mua một con bự rồi về thả, còn giờ là mua cái con gì mà nó càng nhiều con càng tốt. Thành thử ra người ta chuộng mua cá nhỏ lắm. Ở đây là cái gì đây? À, đây là con đường đi vô bán đảo Kim Cương nè. Xin thưa bà con quá. Bên tay phải là bên rồi đó là bán đảo Kim Cương đó bà con. À, bên cho đó thì hồi xưa trước năm 1955, sau năm 75 luôn, ở đó có một cái trại phong của bên Công giáo. Hồi xưa ba mấy cậu nhớ không lầm đó là trại phong Thanh Bình đó bà con. Không biết có các cô chú anh chị và các bạn nào biết không? Đây có một cái chung cư thật là bự, có đủ thứ nè, có phở 24 nè, Highland Coffee nè, Nova Supermarket nè. À, đây là dự án của Nova, Novaland đó bà con. Tính ra bên Novaland nó cũng hầu hết mấy cái khu đất bên đây cũng dữ ha. Hãy
con đường này là mình đi thẳng là mình ra xa lộ đề Hà Nội, ra ngã ba Cát Lái. Còn quẹo tay phải là đường Đồng Văn Trống đó bà con. Đường này để mình quẹo về phà Cát Lái. Con đường mình quẹo trái qua là con đường gì ta? À, quẹo trái thì chứ quay đầu thôi chứ đâu có đi đâu được. À, bên kia người ta đang trồng mấy cây kìa bà con. Chưa hết à. Xin thưa bà con bác, nó bên kia cây á, không hiểu sao bị chưa cho chọi hết, còn có cái khung rồi bà con. À, không biết có các cô chú nào, anh chị và các bạn nào mà chuyên về ngành cây xanh cho ba mình còn biết không? Tại sao một cái cây người ta đang mọc lên ngon lành vậy mà tự nhiên chưa hết cho chọi, còn có cái thân mà không có lá, có cành gì bà con? Lạ quá ha. À, cây lớn, cây nhỏ gì chặt ráo chọi hết trơn, không còn cái gì hết, chỉ còn chơi ra cái thân vậy ta. Các cô chú anh chị và các bạn có thể có biết xin cho ba mấy cô biết cái trời này rõ lâu quá đó. Bà con có bắt nhìn kìa, nguyên hàng bên kia kìa, chưa sạch, tại sao vậy ta? Cái này là phải gọi là chuyên gia về cây xanh thì mình mới biết thôi lý do chứ. Mà có một lần ba mấy cô nhớ là có một lần mà cái chỗ cái cây gì mà trường học á mà nó bị gãy á bà con. Chị Nhã ba mươi còn nghe có một chuyên gia nói rằng đó là cái cây thấy nó phát triển xanh tươi tốt gì đó nhưng mà cái rễ dưới nó bị mục hết trơn rồi đó, nhưng mà không biết cái là chỉ cần một cái gì thôi là nó sẽ bị gã bật đổ, dù rằng là cành nó vẫn lá nó vẫn xum xê, cho nên mấy cái này chỉ có chuyên gia nó mới biết đó. Mà bà con có bác xem được nguyên hàng luôn, chưa sạch ráo chổi hết trơn à, kỳ quá ha. Mà không biết nó còn sống được không ta? Cái nhánh rồi nó chưa gặt hết luôn kìa. Thì nó không có chưa. Nhưng mà nó chưa, nó cái nhánh nó chưa bạ nó hết rồi. Đó bà con á, nguyên cái con đường giờ tự nhiên nó chưa chậu gì đó rồi hả? Ba mấy đồ thấy lạ quá. Bên đây nữa nè, rồi ơi coi kìa, rồi con đường này là đường Lương Định Chủ nè bà con. Quẹo tay phải mình lên cao tốc nha bà con, cao tốc Long Thành Dầu Dây. Giờ ba mươi rồi sẽ quẹo trái vô con đường Lương Định Cổ. Xin thưa bà con, bác con đường Lương Định Cổ này có một cái con đường mà hôm nay ba mươi còn thấy báo chí đó, họ đăng á là con đường mà đi là người dân đã khổ sở bởi con đường này lắm. Mà ba mươi còn cũng chưa hình dung được tại sao khổ sở. Bây giờ mình sẽ đi thử nha bà con. Con đường này nó có tên là con đường Nguyễn Hoàng. Đây là con đường Lương Định Chủ. Bên tay trái này có một cái khu chung cư mà tái định cư đó bà con. Nó nằm ở đây luôn nè. Mày nhìn bên phải mày thấy con đường Nguyễn Hoàng này kêu ba nha. À, chúng ta hôm nay chúng ta đi khám phá vùng đất Thủ Thiêm. Ở đây người ta gọi là An Phú. Bên tay trái này khu tái định cư An Phú nè.
cũng nổi đình nổi đám lắm đó chứ không dẫn. Con đường này đường gì đây mẹ? Đây là đường Nguyễn Hoàng nè bà con. Vợ ba mày gồ á, không có con mắt quan sát nè. Đó, đường Nguyễn Hoàng nè, không có cái tầm nhìn quan sát. Vậy rồi đây xin thưa bà con bác, đây là bệnh viện quốc tế Mỹ rồi bà. Cái bệnh viện này là nó cũng đang nằm trong một cái gì ba mày còn không nhớ rồi. Thường mà đụng mấy cái chỗ này mà ba mày còn cũng không dám nói nhiều. Rồi à, đây là con đường Nguyễn Hoàng. Thì xin thưa bà con bác, con đường này là được người dân đang than kêu la dữ lắm. Gọi là khổ sở bởi con đường này, tại vì nó xấu. Người dân người ta nói là con đường này là bụi bặm lắm, đường nó bị xuống cấp. Mà nghe nói là dự án này bây giờ là như là không hiểu sao mà con đường này chưa, hình như là chưa có bàn giao hay sao á, bây giờ nó xuống cấp rồi. Cho nên người dân cũng đang mong mỏi là làm sao là con đường này nó hoàn thiện để người dân người ta để còn yên tâm buôn bán. Đó, hai bên đường nè, ta nói hả, vào cái mùa nóng đó là do cái con đường này nó bụi mù lắm. Đó, ảnh hưởng đến cuộc sống buôn bán của người dân. Nhiều khi không phải mưa đâu mà người ta tạt nước đó bà con. Sao bụi á, con đường này bụi dữ lắm. Nhưng mà ba mấy cậu chạy đi á, ba mấy cậu thấy cái con đường này thì xin hơi với bà con bác. So với con đường mà nữ dân công ở trên bên Vĩnh Lộc đó bà con, thì con đường này nó là chưa là cái đinh gì hết á. Con đường này giờ vẫn chạy ngon lành nè, chỉ có mấy cái hố này thôi. Thực ra con đường này đối với ba mươi cầu thì ba mươi cầu thấy nó cũng chưa đến nỗi nào. Khi mà ba mươi cầu đọc báo, ba mươi cầu có hình dung là con đường này là ổ gà ổ voi, nó bự ghê lắm. Nhưng mà rõ ràng khi mà chạy lại đây thì cũng chưa đến nỗi nào hả bà con ha. Nói mà gọi mà con đường mà xuống cấp mà dữ dằn mà thì cũng chưa đến nỗi. Ở trên khu Bình Tân đó, Bình Chánh nó còn những cái con đường ta nói là coi như là khóc mà coi như là khóc ra nước mắt luôn á. Tài xế xe tải xe gì mà đi ngang qua ta nói là chỉ có nước mà coi như là nín lặng chết lặng thôi chứ không hó hé gì á. Đó, con đường này vẫn còn ngon mà, chưa có ổ gà ổ dối gì hết. Nhưng mà ba mấy cậu đọc báo thì ba mấy cậu thấy nó ghê gớm lắm. Hôm nay ra xa lộ Hà Nội. Con đường xa lộ Hà Nội này á, là xin thưa bà con bác đó, là hồi đó nó tên là xa lộ Biên Hòa. Đây là xa lộ Biên Hòa. Mình quẹo ở đây. Cái khu này là khu cũng nhiều quán ăn lắm nè bà con. Khu này cái khu này người ta gọi là khu nhà giàu nè. Mà nãy giờ ba mấy cậu chở bà con bắt đi cái khu quận 2 này, toàn bộ là khu nhà giàu không á bà con. Ô Hồng Chí Mì Gia nó mở đây luôn nè mẹ. Đó, khu này nãy giờ ba mấy cậu chở toàn bộ là giàu không á, chứ không có nghèo đâu. Nghèo là không có mua nổi đây đâu bà con. Đây là khu Canta View.
Chúng ta đang đi hướng này là hướng về ngã ba Cát Lái nè. Ở bên đây người ta hồi xưa vẫn là Thủ Thiêm nha bà con. Ở bên phải này có một cái thiền viện Minh Đăng Quang. Nơi đây là nơi là tổng đàn của hệ phái Khất Sĩ nha bà con. Đây là thiền viện Minh Đăng Quang. Rồi khu này người ta gọi là ngã ba Cát Lái. Thì thôi chắc là ba mày còn mà để cái máy mà ba mày còn chạy luôn tới trường bộ binh Thủ Đức á thì nó nhiều lắm. Thì thôi ba mày còn xin tạm dừng ở đây hai bà con quá ha. Khi nào tới trường bộ binh Thủ Đức rồi ba mày còn quay tiếp. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là ba mày còn. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.